Chú anh chị và các bạn nha, bữa nay mình quay chú Phương mình cưa cái cây chăm siêu to khổng lồ mà. Đang đo cái gốc nha các bạn. Rồi. 309. Ghê chưa các bạn? Cây chăm này hoành 309 nha. Các bạn hãy theo dõi chú Phương mình cưa cây chăm này như thế nào nha. Cái gốc cây chăm này siêu to khổng lồ luôn nè các bạn. Lên đây 3 tược nha. Nhánh là khá là nhiều nhánh luôn nha các bạn. Ở ngoài kia có cổng dây điện kìa các bạn. Cưa cây chăm ở chỗ này nè. Chú mình sử dụng cái máy cưa G4002 nha các bạn. Lam Hitachi, lam Latin, lưỡi cưa STM nha. Rồi bắt đầu chú mình chuẩn bị leo lên cây nha các bạn. Ở phía bên đây là có cái hàng rào của anh đành, có mấy cái trụ đá chưa. Rồi chú mình bắt đầu leo lên đó các bạn ha. Nào giờ mình mới thấy cây chăm nó to vậy luôn các bạn. 390 hoành nha. Gần 400 hoành nữa các bạn. Đúng rồi, cái củi hết rồi. Các bạn ơi. Bây giờ chú này cuộc cái máy cưa G4002 cho chú mình ở trên cây kéo lên nha các bạn. Cái này là chú Tấn. Đang ở trên cây siêu to khổng lồ này, chỗ cũng dây qua nha các bạn, để chèo nhánh cho nó qua khỏi cái đám dừa với cái hàng rào lưới B40 của chúng ta. Chú di chuyển qua tốt bên đây luôn rồi các bạn ơi, nó đang qua. Rồi, qua tốt bên này. Rồi, chú mình bắt đầu chuẩn bị để cưa nha các bạn. Rồi, cái nhánh to này nè, nghiêng xuống ở trong hàng rào.
khéo luôn. Cào các máy nhánh nhỏ cho nó bay ra ngoài. Đó cười nhân to gớp. Ngã đó bạn ơi, ngã. Rồi buông. Yeah.
chú mình chuyền qua đây chú ạ. Cắt 2 mét thôi, ngay chỗ nào cắt xuống, ngay chỗ nào
hồn kia không thấy luôn rồi các bạn ơi. Chắc bên kia đâm qua quá. Xin tạm dừng nha các bạn, hẹn bạn video tiếp theo nha các bạn. Nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn, mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Mình nên để cắt tiếp mấy cái nấm thì đi chú cho nó mau rồi đang đi cắt cái khác nha các bạn.